Nhóm Thông Nắng Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Ngày hôm nay thì bốn chị em đại diện cho người ăn danh để đi xuống chợ Châu Thành để mua cá phóng xanh nha. Giờ xin mời các cô chú, anh chị và các bạn theo chân bốn chị em cùng đi mua cá. Đi thôi. Đi thôi chị ơi. Ở đây có chỉ có chị thấy có hai cái gian hàng cá đồng thôi, cho nên là chị mua cá đồng á. Người ăn danh kêu là phải mua cá đồng, cho nên là chỉ có một chú này là bán cá đồng với một số gời gời là bán thôi à. Lương chị còn mới một phi kìa thả không? Dạ em mua cái này trước chị ơi, em mua cái này trước. Cái này bao nhiêu một ký nha anh? Anh ơi, cá lóc này bao nhiêu một ký? 100 ngàn. Cá nhỏ cũng 100 luôn hả anh? Cá nhỏ cũng 100 luôn hả? Đúng rồi, đeo 1 ngàn lên. Nhỏ lớn 100. Nhỏ lớn 100 luôn hả anh? Xô ngang. Xô ngang 100. 100 ngàn hả chị? Chê cũng 100 luôn. Chị đâu rồi? Đi cầu cá thả với ta chứ. Vậy hả? Vậy căng cho em đi. Rồi, căng giờ chưa? Căng luôn đi cho em. Thôi mình tự xử thì cảm ơn, ảnh đi không được dặn đậu khó á. Con trai cho cô cái sào đi con trai. Cho cô cái thao xanh luôn đi con. Lấy cái thao luôn. Cái sào đúng rồi. Dạ. Cái thao xanh. Sáng nay có người thả nữa hả anh? Sáng nay có người thả nữa hả? Ngân ơi, Ngân ơi. Cái dừng cái tay đâm nó nghe ngang ơi. Cảm ơn. Rồi buông đi cảm, buông đi cảm. Rồi. Rồi cho em cái găng đi. Còn dưới nhóc hết trơn kìa. Này cái chê gì vậy tại? Cái ông còn tao bên đây nữa nè nghe ông Tùng. Hỏi nghe cái găng bự không chị? Cái hai con bự hả chị? Con này nè chị ba. 5 kg 4. Trừ sọt ra nữa. À. 5 kg 4 này. Ai đâu mà đổ qua anh đây vậy? 5 kg 4. Chú gì vậy chị? Không dám bắt. Đổ ra căng cho nó cái cọc. Cảm ơn cho chị cái gỗ nó được không con? Cái lóc của chị nó quá trời luôn rồi. Này đi lóc bắt đi con. Ở thằng này đi chị. Cái bầu cá này có ai không? Ở đây. Ở chơi nè. Chơi. Không hỏi tôi không biết gì. Ủa căng bằng cái này mà. Căng bằng cái sọc này mà chỉ vô cái sọc bự á. Chớ vậy. Rồi có con lấy sọc nào. Đổ qua đó đi, căng bỏ qua đó đi, căng lại đi. Nè lấy cái sọc này ra đi chị. Rồi. Thôi khoan khoan, đừng đổ nữa chị. Này. Chị đang lựa thủy qua rồi. Thôi được rồi, đừng thảy nữa. 5 kg 7. 5 kg 7. Kiều Vy ra đi chị. Chưa cảm ơn cho chị ba trừ. 5 kg 7 trừ 600 g. Rồi cá lóc đi. Đâu không được thằng. Cái cọc bự cành nó nhảy. Vậy hả? Qua cá ít qua. Vậy là rồi, rồi em đổ qua đây. Tí đó cái cọc này tí đó. Rồi. Mấy con rồi đó. Cất con cá rồi. Rồi đổ ra đây cho em đi chị. 5 kg 7 đó chị. Hả? Chưa, đợi xíu đi cái này đi. Ấy qua đi chị. Không tụ. Rồi được chưa? Rồi không? Chị trừ cái sọt cái đi vậy. Rồi là 5 kg 1 đó. Rồi. Quá tiền. Bữa nay có mấy cô thả nó hả chị? Hả? Nghe để trong bé nó lụm đi nha. Quá trời nó văng rồi. Khoan từ từ đi chị, từ đi. Nãy tính xô ngang 100 không chị? Không. Rồi Ngân ơi, lên với chị Ngân ơi. Ôi trời đất ơi, nó tự nhảy luôn rồi. Chưa, khoan đợi chút xíu đi chị. Rồi đổ lên đi. Để xuống đổ lên cái bọc đi. Khoan đợi em chút xíu.
cho chẳng 21 đi. Cho chẳng 21 đi. Rồi. Là 20. Rồi đi 21 ký 3. Còn 20 ký 3. Sao chị không tính chẳng đi chị? Bỏ ra một chút đi, tính chẳng đi. Vậy không rồi. Để tính 20 cái gì? Ờ tính 20 đi. Nãy dữ rồi kìa. Đi chị, tính 20 đi. Chị ở bên đây một con. Thôi thập nhỏ nó chung vô cái thập bự đó đi. Bao nhiêu tiền rồi? Chị ba tính bao nhiêu tiền rồi? Đây 20 kg là nó 2 triệu. Hay từ từ đi anh chị. 25 kg mốt. 2 triệu rưỡi. Trời ơi, vậy. Nhiều vậy. Cái xe bự ra con phòng. Em thấy đủ rồi đó. 2 triệu rưỡi 10 ngàn. Tại vì hôm nay người ăn chanh gửi cho em có 2 triệu rưỡi à. Cho nên là em mua 2 triệu rưỡi nha. Là 2 triệu rưỡi 10 ngàn, chị bớt em 10 ngàn được không? Rồi. Rồi. Là không có lấy cái màu xanh này á, chị lấy cái màu đỏ thôi. Rồi em gửi chị nha. Rồi được chưa? Dạ rồi. Đi chưa? Dạ đi. Nặng không? Được không? Được, 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 chị ba cầm đi. Còn còn cái kia của mình đâu ta? Đổ, đổ chung hết hả con? Đổ chung hết rồi chị ơi. Giờ quá. Dạ. Dạ xong rồi ba. Dạ không ạ. Dạ. Chị cá thả có nhiêu cá thôi. Nặng. Dạ được. Chị ba khiên tiếp đi. Mà nó hơi nặng. Hơi nặng. Chính xuống tới luôn rồi kìa. Dạ. Cái chỗ nằm trên tờ lắm đẩy xuống. Nặng nha chứ. Ủa là mình chờ trọng lỏng là con vỏ phụ đó hả? Đi luôn hả chị? Ờ đi luôn con ơi. Xuống đi, xuống đi chị, xuống đi. Kìa vẫn ngăn kìa. Dạ. Chắc của mình. Coi chừng, cái cạnh đó đó chị. Rồi xuống rồi đó. Gửi nhay. Chính là gửi nhay đi chính. Sao nó dính như ta? Chị đứng.
Dạ người ăn danh ơi, thì mấy chị em con thì cũng đi chợ chắc Cà Đao mua hết cái phần tiền rồi. Thì hôm nay thì ông Chính cũng đi cùng, cho nên là con xin đại diện cho người ăn danh gửi tặng cho ông Chính chi phí là 200.000 đồng. Dạ gửi ông Chính nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ, con xin phép được đọc cái bài thả cá. Nam mô thập phương thường chú Tam Bảo. Nam mô thập phương thường chú Tam Bảo. Nam mô thập phương thường chú Tam Bảo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, chúng con là nhóm thôn nữ miền Tây, hôm nay đại diện cho người ẩn danh phóng sanh, cầu nguyện cho các loài thị tộc khi mãn kiếp này được sanh làm người lương thiện, gặp được Phật Pháp, phát tâm tu hành, hộ trì Tam Bảo, dĩnh vô thối đọa, lại xin hồi hướng cho thân mẫu của người ẩn danh, thăng lạc tâm an, bồ đề tâm hiên cố. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ôi nó bơi quá trời bơi luôn kìa. Ôi. Thì hôm nay thì bốn chị em con thật sự rất là vui luôn khi được đại diện cho người ẩn danh đi thả cá nha. Thì con cũng xin chúc cho người ẩn danh luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Và con xin chào các bạn. Bye bye.